Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Kỳ Vương TV. Dành cho anh chị nào mới lần đầu vào xem thì đây là kênh mà tôi chia sẻ những trận cờ hay của các kỳ thủ, kỳ vương của Việt Nam và trên thế giới. Hôm nay tôi xin gửi tới quý anh chị và các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Lục Vĩ Thao của Kinh Ký và Lại Lý Huynh của Hàng Châu. Đây là vòng thi đấu thứ hai giai đoạn hậu quy tái của giải giáp cấp liên tái 2023. Chúc các anh chị xem cờ vui vẻ. Khai cuộc, Lục Vĩ Thao chơi quá cung pháo. Huynh binh 7 tấn 1. Thao mã 2 tấn 3 chuẩn bị xuất động xe. Huynh mã 8 tấn 7. Thao không vội xuất xe mà tấn tiếp binh 3 phát triển cánh trái, thành trận quá cung pháo chậm khai xa. Huynh xuất xe. Thao mã 8 tấn 7. Huynh mã 2 tấn 1 hình thành trận đơn đề mã đối quá cung pháo. Thao lên tượng củng cố phòng tuyến. Huynh pháo 2 bình 3, mục đích sẽ thúc tốt để đe dọa mã mở mặt cho xe. Thao lao mã lên hóa giải, đồng thời phong tỏa lộ xe của Huynh. Huynh hoành xe, mục đích sẽ đưa xe sang lộ 4 để lợi nước đuổi pháo. Thao xuất động xe cánh phải, chuẩn bị sẽ đưa lên kỵ hàng. Ngay lập tức, Huynh tiến pháo phong tỏa ngay, hạn chế tầm hoạt động của xe. Thao sĩ 4 tấn 5 củng cố trung tuyến, tránh nước pháo sẽ được vật vào tốt để chiếu. Huynh bình xe ra lộ 4, mục đích sẽ đưa lên quá hà để đưa vào phá thế phong tỏa của pháo cặp pháo mã. Thao binh 9 tấn 1, mục đích sẽ xuất động xe ở lộ 9. Xe lộ 9 có thể đưa lên tấn 3. Huynh tiến xe lộ 4 cướp ngay khu nhai đình, đe dọa bộ pháo mã của đỏ. Thao la mã xuống ăn tốt, đồng thời đuổi đánh pháo. Huynh đưa pháo vào ngũ, tăng cường tấn công trung lộ. Thao binh 3 tấn 1 mở đường cho mã, đồng thời ngăn chặn nước vật pháo vào đầu của Huynh. Huynh ăn tốt lên. Thao dùng tượng ăn lên. Huynh chuyển xe sang bắt pháo, chiếm lộ. Nếu để đỏ tiến pháo lên rồi xuất động xe sang lộ 8, sang lộ này thì sẽ rất là đẹp. Vì vậy nước đi này để đè nén cờ của Lục Vĩ Thao rất tốt. Thao bình pháo để tránh. Huynh mã 7 tấn 6 tiếp tục đưa quân lên truy kích tốt đầu. Huynh đang có bộ xe pháo ở trên cao, nếu có thêm pháo đầu nữa thì sẽ cực kỳ mạnh. Ngay lập tức, Thao cũng đóng pháo trung pháo để đe dọa tốt đầu của Huynh, tạo thế đối công quyết liệt. Huynh lao mã tới để ăn tốt. Thao ăn mã lên, đến đây Huynh có thể lựa chọn ăn pháo lên, rồi lên sĩ lên tượng củng cố hình cờ. Xe hai, lộ 2 đang có tác dụng chấn giữ lộ xe của đỏ cũng rất ưu thế. Tuy nhiên thực chiến, Huynh lựa chọn ăn xe vào và nước này cũng rất hay. Chúng ta cùng phân tích một chút với lựa chọn ăn xe vào. Tuy xe của Thao có thể xuất động, bên cánh trái có thể xuất động được, nhưng Huynh sẽ cởi được thế cô xe pháo của Thao bằng nước pháo 5 bình 8 để đuổi xe của Thao vào bên trong. Hình cờ đến đây được đánh giá là cực kỳ ưu thế cho Lại Lý Huynh, dù phải đi hậu.
Thao binh 9 tấn 1 đưa tốt qua sông, mục đích nước sau có thể bay mã tới, rồi thừa cơ thúc tốt lên. Huynh lên sĩ phòng thủ một nhịp. Nhận thấy tượng ở lộ 3 của huynh không di chuyển được, Thao tiếp tục thúc tốt dùng pháo để uy hiếp tượng. Như đã lường được trước, huynh nhẹ nhàng đưa pháo sang truy kích xe. Nước sau có thể lên tượng để củng cố phòng tuyến. Từ nãy đến giờ bị dồn ép nên Thao bắt đầu nóng giận, nóng mặt rồi mà dù quyết định không vào xe tránh mà dùng pháo vật ngay tốt đầu công kích ngược lại. Nước đi tưởng phản công nhưng tất cả đều nằm trong cạm bẫy mà huynh đã giăng ra. Đến đây huynh nhẹ nhàng đưa tướng sang tránh, đẩy Thao rơi vào thế bị bắt đôi quân. Xe của huynh đang bắt pháo và pháo của huynh thì lại đang bắt xe. Đến đây Thao chắc chắn sẽ bị mất quân. Thao bị ép từ đầu đến giờ, còn bị rơi vào cạm bẫy của huynh giăng ra nên đã không còn bình tĩnh được nữa. Đến đây Thao dùng xe ăn lên pháo, quyết liều một phen. Huynh ăn xe sang, Thao lập tức xuất động xe lên để đỡ lại thế công kích của huynh. Huynh xe 8 bình 6 giữ mặt tướng. Thao bình xe vào tay sĩ chiếu tướng. Huynh đưa pháo sang mời đấu. Thao vật pháo đấu. Huynh ăn xe về pháo. Đang ưu thế quân lực nên những kỳ thủ hàng đầu với kinh nghiệm của mình thường sẽ lựa chọn đấu quân để giảm bớt áp lực rồi đánh cho đối phương lép dần. Như vậy mới đảm bảo chiến thắng vững chắc và không bị đối phương phản đòn. Thao bình tốt, mục đích không ăn tốt lên mà muốn ngăn để không ăn tốt lên để ngăn không cho mã nhảy có cơ hội nhảy lên. Nếu mà mã đen lao lên được thì chắc chắn Thao sẽ rất vất vả để chống đỡ. Huynh tiến xe lên chuẩn bị đưa vào ngũ để chóc pháo tạo thế công sát. Thao thoái pháo về đầu tượng. Huynh đưa xe vào trung lộ. Thao cũng đưa xe ra lộ 6. Cũng là nước để ngăn cản mã nhảy lên. Mã của huynh có thể thoái một thoái ba, rồi khi đó xe của Thao có thể cắm vào mắt tượng để chặn lại. Huynh tiến xe lên quản lý hàng tốt. Thao lao mã tới, mục đích nước sau để tiến tốt lên đè mã. Nếu mã thoái 3 thì đã có xe đợi sẵn để lao xuống. Những nước đi cực kỳ khó chịu của Thao. Chúng ta cùng xem huynh sẽ hóa giải nước đi này thế nào. Đọc trước được ý đồ của Thao, huynh đưa xe xuống để đuổi mã. Thao bắt buộc phải chạy mã. Lúc này huynh mới thoái mã. Và đến đây Thao không thể dùng xe để truy kích mã được, vì mã sẽ có đường nhảy lên vì có sự bảo kê của xe ở lộ 6 đang đứng. Những nước hóa giải của huynh rất uyển chuyển và cũng rất hay. Thao lao mã tới để ăn tượng. Huynh tiến xe lên quản lý hai con tốt của Thao, đồng thời cũng ngăn không cho xe đỏ đè mã khi mã lao lên. Mã lao lên thì xe có thể đè xuống và huynh đã quản lý được cái đường này. Thao thoái mã về. Huynh lao mã lên. Thao tượng 3 tấn 5 để lên liên kết cặp tượng. Huynh không vội vàng lao mã lên để tấn công mà tiến tốt ép Thao phải đấu tốt, giải tán những thành phần có thể gây uy hiếp hàng phòng thủ của mình,
rồi mới yên tâm đưa quân đi đánh. Những kinh nghiệm của Vinh cực kỳ hữu ích và đáng để cho chúng ta học hỏi. Tao ăn tốt, Vinh dùng xe ăn sang, tiếp tục bắt nốt con tốt còn lại. Biết không thể cứu được tốt nên Thao thoái mã về, mục đích để ngăn nước mà La Mãn lên của Vinh. Vinh ăn nốt con tốt còn lại. Sau khi đã ổn định thế trận ở phòng tuyến, Vinh bắt đầu triển khai thế công. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến của trận đấu. Thao bình pháo chiếu tướng, Vinh vào tướng. Thao thoái mã về, bắt xe, Vinh tiến xe lên. Thao lại tiếp tục lao mã tới dọa chiếu. Vinh lại đưa xe lên, đưa xe về. Thao đưa pháo vào trung lộ chiếu tướng. Vinh xuất tướng. Đến đây các hai kỳ thủ đang vờn nhau để cố gắng chiếm ưu thế. Mời các bạn cùng theo dõi. Thao thoái mã về để bắt xe vào đấu mã. Vinh chắc chắn sẽ không đấu mã và lập tức là đưa xe sang để đè mã. Đến đây Thao bắt buộc phải chạy về. Các quân của Thao đều đã co cụm hết về sân nhà phòng thủ rồi. Những nước vờn của Vinh trông vậy nhưng rất hiệu quả. Vinh đưa xe sang dọa cắm chiếu. Thao bình pháo sang. Vinh đưa pháo vào trung lộ dọa chiếu sát. Thao lập tức quay và đưa pháo lại để phòng thủ. Và đến đây sau một hồi vờn qua vờn lại của lại thế Vinh, Vinh đã đưa Thao vào thế ép phải đấu xe. Đến đây nếu đấu nốt xe còn lại thì Thao sẽ không còn khả năng phòng thủ nữa, nên đã chấp nhận buông cờ chịu thua. Một trận thắng phải nói dựa trên tài năng và kinh nghiệm của Huynh trước một đối thủ sừng sỏ của Trung Quốc là Lục Vĩ Thao. Chúc mừng lại Lý Huynh đã có chiến thắng xứng đáng. Và chúng tôi mong rằng qua video này đã mang đến cho anh chị những giá trị tích cực để giúp cho kỳ nghệ thăng tiến hơn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, xin dành tặng một nút like, một nút subscribe cho kênh để có thể xem những trận đấu mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo.